Admin của Thế Giới ơi xin kính chào các bạn khán thính giả thân mến. Nói về loài hổ thì các bạn đã không còn quá xa lạ gì rồi. Tuy nhiên, hôm nay các bạn có thể sẽ còn bất ngờ hơn khi nghe những sự thật về loài vật to nhất họ nhà mèo này đấy. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng xem thử xem những sự thật đó là gì nhé. Điều thú vị đầu tiên, hổ con không thể nhìn thấy gì khi vừa sinh ra. Những con hổ con thường không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong một tuần sau khi chúng được sinh ra. Tồi tệ hơn, chỉ có khoảng một nửa số hổ được sinh ra sống sót và trưởng thành. Số lượng hổ trên thế giới trong những năm gần đây đã suy giảm nhanh chóng và chúng cũng được đưa vào danh sách động vật hoang dã cần được bảo vệ. Điều thú vị số 2, hổ có thể sống hơn 1/4 thế kỷ. Những con mèo nhà thường chỉ sống được khoảng 15 năm. Rất hiếm khi chúng có thể sống được đến 25 tuổi. Tuy nhiên, 25 tuổi là tuổi thọ trung bình của loài hổ. Nhiều con hổ có thể sống khỏe mạnh tới hơn 30 năm. Số 3, vằn chính là dấu vân tay của loài hổ. Tương tự dấu vân tay của con người, ông 30 có bộ sọc riêng biệt trên mặt và cơ thể. Không chỉ là đặc điểm nhận dạng, bộ lông vàng này còn giúp loài thú săn mồi ẩn mình trong đêm tối của rừng rậm khi săn mồi. Số 4, nước tiểu của hổ có mùi bắp rang bơ. Những con hổ thường không thích mùi bắp rang bơ bởi vì loại đồ ăn này có mùi giống nước tiểu của chúng. Giống như chó, hổ thường đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ của mình. Nếu bạn đang lạc trong rừng và ngửi thấy mùi bắp rang bơ, hãy chạy nhanh trước khi tính mạng bị đe dọa bởi chúa tể của rừng xanh. Điều thú vị số 6, hổ có thể lai với sư tử. Trong một số trường hợp hiếm hoi, hổ có thể giao phối với sư tử. Nếu một con sư tử đực giao phối với một con hổ cái, con lai sẽ gọi là Liger. Trong trường hợp ngược lại, những con lai này được gọi là Tigon. Điều thú vị số 7 đó là hổ rất thích nước và bơi lội rất giỏi. Hầu hết động vật thuộc họ mèo đều rất ghét nước, trừ loài hổ. Loài săn mồi này có thể thoải mái bơi lội, thậm chí săn mồi trong nước. Những con hổ con khi ra đời cũng sẽ sớm được học bơi, tắm táp sạch sẽ cùng với mẹ của mình. Một con hổ trưởng thành có thể bơi tận 29 km một ngày. Thật không thể tin được các bạn ạ. Số 8, lưỡi của hổ có khả năng tiệt trùng. Mèo nhà có khả năng làm sạch toàn bộ cơ thể của nó chỉ bằng cách liếm láp. Nhưng hổ còn có khả năng độc đáo hơn. Vua của rừng xanh có thể khử trùng những vết thương nhỏ của mình chỉ bằng cách liếm. Số 9, hổ sở hữu gân chân rất khỏe. Nhiều thợ săn kể rằng, sau khi bị bán chết, nhiều con hổ vẫn đứng sững mà không ngã nhào xuống đất. Bạn có tin điều này không? Điều thú vị số 10 đó là khả năng đánh dấu lãnh thổ. Hổ trưởng thành thường sống ổn định trong một khu vực. Lãnh thổ của một con hổ đực có thể rộng tới 160 km vuông và bao trùm cả lãnh thổ của nhiều con cái. Chúng đánh dấu lãnh thổ bằng cách tiểu tiện vào các bụi cây và gốc cây, cào sâu vào các thân cây. Hổ cũng dùng phân để đánh dấu phạm vi lãnh thổ. Cứ vài ngày, chúng đi vòng quanh lãnh thổ một lần. Số 11, thính giác là giác quan phát triển nhất của loài hổ. Điều thú vị số 12, nếu tính trung bình thì cứ 20 lần bắt mồi, hổ chỉ thành công một lần duy nhất. 13, răng nanh của loài hổ có thể dài tới 7,5 cm, móng vuốt dài tới 10 cm tính trên đường cong. Nhờ đó, chúng có thể gặm tới xương mọi động vật trên trái đất. Số 14, bạn biết không? Thời gian ngủ tối đa của loài hổ trong ngày là 18 giờ. Điều thú vị số 15, trái với nhiều người vẫn thường tin, không có bất cứ con hổ hoang dã nào ở châu Phi, chỉ có ở châu Á. Số 16, mèo, sư tử và hổ không thể nếm vị ngọt. 17, hổ là kẻ săn mồi duy nhất thường xuyên săn gấu lớn. 18, có nhiều hổ Siberia sống trong điều kiện nuôi nhốt hơn môi trường sống tự nhiên. Số 19, mèo và hổ có chung 95,6% DNA. Số 20, một tiếng gầm của hổ có thể nghe được ở khoảng cách 1,8 dặm là tương đương với 3 km. 21, chúng có thể chạy với vận tốc 65 km/h ở nơi bằng phẳng. Loài hổ có thể nhảy cao 5m và nhảy xa tận 10m đấy các bạn ạ. 22, có thông tin ghi chép rằng cá thể hổ lớn nhất có thể nặng tới 465 kg và dài tận 3,7m. 23, số hổ thuộc quyền sở hữu cá nhân của công dân Mỹ còn nhiều hơn số hổ hoang dã trên thế giới. 24, một con hổ cái tên Chambawat
đã một mình giết chết 430 người ở Nepal và Ấn Độ vào thế kỷ 19. Điều thú vị số 25. Tại Việt Nam, loài hổ còn có tên gọi khác là ong 30. Cái tên này được lý giải theo nhiều câu chuyện khác nhau. Theo mình thì còn rất nhiều điều thú vị nữa từ loài hổ. Bạn nào biết thì để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới giúp mình nha. Mình hy vọng rằng các bạn đã biết thêm được nhiều điều thú vị từ ong 30 này. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một like và một nút đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.